Tao bệnh gì ta? Khoan, từ từ coi. Coi thử karaoke, anh biết em đi chẳng trở về. Ghê 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 ghê. Phải không ta? Thôi kệ mẹ, cô lắng gì. Lu Nghe rõ không con? Thôi kệ chơi nhạc tiền chiến chứ. Cô lắng gì, cô lắng gì. Rồi. Cô lang diện ơi, phải chọc quê không ca nữa, chọc quê tao không ca nữa. Nói chơi thôi. Nó có một cái mình không phải, Ông già thì chắc tương tư coi ông hàng xóm rồi. mình feeling một chút xíu thôi, để nhớ lại cái ngày xưa thuở ấy thôi. Bởi vì cái lịch sử Việt Nam mình là từ cái thời mà phong kiến nè, từ cái thời chế độ cũ nè, từ thời Ngụy, từ thời ông Diệm, từ thời ông Thiệu, thì nó trải qua một cái giai đoạn rất ư là dài. Thì trong đó đó thì có những người nhạc sĩ họ sáng tác theo thời điểm, có nghĩa là thời đó họ nghĩ sao họ nghĩ gì vậy, mình phải công nhận cái điều đó thôi. Thì mình chỉ thán phục ở chỗ những người mà nhạc sĩ họ lấy thơ, họ lấy hồn thơ và sáng tác những cái bài nhạc nó vô thưởng vô phạt, nhưng trong đó nó đượm chất quê hương, tình con người, tình yêu trai gái, tình quê hương, nó chẳng dính dáng về chính trị cả. Con đồng ý bố nói được không? Chẳng Rồi. hạn như là những bài cô đó gì, nó chỉ là tình yêu trai gái thôi, nhưng mà nó thâm thúy và nó rất là hay. Thì chỉ bố bố chỉ lên thì bố kêu ngao vậy thôi, bởi vì hôm nay bố vui. Dạ Mà vui. cái vui này nó không bao giờ có trên nước Mỹ cả. Nhắc lại một lần nữa, và hầu như tất cả mọi người sống nhờ ở tạm bên Âu hoặc là châu Mỹ, nói chung tất tần tật chẳng bao giờ tìm được những cái mà giống như bố. Bố thích thì bố ca, bố ra ngoài kia ok anh chào anh, ok cà phê chưa đây. Đó là những cái tình thân, những cái mà ở nước ngoài không bao giờ có, chỉ có ở Việt Nam mà thôi. Mà bố nói một cái câu như vậy, bố rất hạnh phúc, bố yêu đời, và bố cảm thấy bố trẻ ra là bởi vì những cái hạnh phúc của xã hội Việt Nam ngày nay đem tới cho bố. Nói như vậy là cạn tàu rau máng rồi. Mà bố không phải là người ở Việt Nam, bố là người Việt kiều Mỹ về Việt Nam. Nói như vậy hiểu, tất cả mọi người ở nước ngoài mà về Việt Nam đều cảm thấy hạnh phúc. Bố không có chủ quan, nhưng mà bố biết rằng chẳng hạn như bố gặp Phong Nguyễn, con hiểu rồi, cô hôm đó con lên rồi con biết rồi. Từ hồi xưa tới bây giờ Phong Nguyễn chẳng bao giờ cười, chẳng bao giờ nở nụ qua cười, mà cười te tét, người cười hỉ hả, rồi chuyện bô lô bô lá, chuyện là
nói chung là không giữ kẻ, có nghĩa là lúc đó là không giữ kẻ đó nè. Ở cái bữa quán cà phê mình là chính mình đúng không, về Việt Nam là mình là chính mình đúng không? Có đúng rồi, có nghĩa là lúc đó là không còn giữ kẻ nữa, là ta là ta, đúng không? Mà ở bên nước ngoài hỏi mày đang làm gì á, em đang chơi tennis rồi. Ok rồi em chơi đi, rồi xong rồi cái thời gian trống á không biết làm gì, cho nó làm những chuyện mà thể thao thể dục đấy, đúng không? Giấu đi những khoảnh khắc mà mình mong chờ một cái điều đó, khi về tới đây rồi lúc đó nó mới nở hoa. Với là ôi trời ơi, cái chuyện đó tôi giả bộ xong kỳ quá cái vậy, đúng không? Nó lột tả cái điều đó, nó là vậy, đó là vậy. Ngày hôm nay bố một kết bạn với một anh chàng Thomas Nguyễn nữa, cũng là Việt kiều ở San Francisco, và ngày 1 tháng 9 anh về Việt Nam đấy. Thì công Thomas Nguyễn này đó chắc là biết bố từ lâu rồi, mà ông nói một câu như mày, ông tức quá vì cái lý do tao với Hình Phong ngồi quán cà phê. Kỳ không? Kỳ không? Kỳ. Cái là một người như kiều Mỹ ở nước ngoài mà tức tao với cha không ngồi với ở quán cà phê. Tôi bực mình quá, bởi vậy tôi mua vé máy bay về, tôi gặp anh tôi giao lưu. Đồ quá. Nó đơn giản mà nó thương gì đâu. Nó thương ở chỗ là chỉ có những thằng già giống như tao mới hiểu được điều đó không? Bởi không nơi nào bằng quê hương mình. Đúng không? Ok. Nếu mà con cảm thấy bà bố nó chán quá thì bố xuống. Không, bố nói ok mà. Thì anh Bắc anh cũng nói kìa. Anh Bắc anh nói hôm nay bố làm vài ly rồi phải không? Đúng rồi. Có mày mở, ở dưới có một người đó bố. Thì anh chắc là anh thuận tiện anh lên nè. Ở dưới có một người yêu cầu bố hát bài này nè. Không biết bố biết hát không? Thì này cũng mở thử cho bố nghe nha. Giọng tao thì không có hay, mà tao chỉ hay hát thôi, chứ tao không có phải là tao hay. Tao chẳng phải là ca sĩ, tao cũng không có gì cả, nhưng mà thích thì buồn làm chi quê ơi, đất tôi thì phải đu cành. Thôi, tao biết rồi, mày tắt giùm tao đi, mày đừng có xoáy sâu vào vết thương của họ. Không phải, con xoáy. Tại vì ở đây nè, thì nhà mình đang vui. Thì có một cái nhân vật thế này nè, vào mang tính cà khệ cũng gọi là tương đối cao. Nói lúc mà bố hát á, thì bảo là yêu cầu ông anh hát cái bài gì của mẹ đi. Ở đây. Mẹ vậy thôi. Có thôi, của mẹ không. Thì cũng sơn cái ra cái bài. Không. cái bài mà hiểu. Của con mụ Khánh Ly đó dễ thôi, cái bài của mẹ không mà tao không hát bài đó, một bọn lây căng gì đó, cái bài của mẹ một bọn lây căng gì đó bình thường thôi đó. Mà rõ ràng ai sốc ai trước, bố thấy không, ai sốc ai trước, đúng rồi đó. Cái vấn đề là ai sốc ai trước, đúng không? Nói gì thì nói, bởi vì tôi hỏi khi nó phát ngôn câu đó, nó không hiểu về lịch sử của âm nhạc Trịnh Công Sơn là gì cả, nó không hiểu Trịnh Công Sơn gì hết, nó không biết gì thế này. Bởi vì nó phải hiểu được từng tuổi như bố mới hiểu được Trịnh Công Sơn là ai, là lý do gì, sáng tác năm nào, những cái bài nó, thậm chí ta nói bằng thẳng một câu là lý do tại sao mà mày mới hiểu là hát thì những cái người, những cái bài mà để kỷ niệm mà đại tá Lương Kim Cương, ông vẫn bình thường thôi. Bởi vì ở trong một cái thế phải trà là như vậy, thế đơn giản thôi. Mày không hiểu gì cả, nó không hiểu bất cứ một cái gì cả. Thôi kệ mẹ tụi nó đi, tụi nó còn non quá con à. Mình không thể nào mình nói cái điều đó được. Bởi vì ở đây đánh giá con người, nó không phải một bài ca hay là một bài ca. Cái tập ca, nó một cách nôm na nó phải hiểu rồi. Cái tập ca của Trịnh Công Sơn mày phải hiểu rồi. Cái tập ca, ca khúc chơi vàng, nó nói lên hết rồi. Nó nói lên hết rồi, không cần phải nói, mình không cần phải nói cả. Thế thôi, còn cái đám này là cái đám nó kiểu như cò ke lục chốt rồi, nghe đâu 1-2 tiếng. Con hỏi nó bao nhiêu tuổi, ba bố đánh giá một cái câu này, nếu mà dưới 50 tuổi thì thôi miễn đi, đừng nói chuyện với bố, chứ nó mệt. Bố nó không có xứng đáng, không có trình, không đủ trình, mệt.
thế thôi. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Chạy rồi. Vô làm được. Đúng trình. À, vô làm một, làm được một hai comment bỏ chạy rồi, kỳ quá. Mới chạy mới win online không đã, mới win online không đã đu cà quá. Chơi vậy đâu vui, đúng không? Bởi vì chẳng có thằng nào mà nói một cách khác là sự thật là sự thật. Con hiểu được đúng không? Yeah. Cái gì nó cũng vậy à. Mày chứng minh tôi biết mày làm được cái gì, đúng không? Cái thứ là chính nghĩa quốc gia, cộng sản tàn ác hay thôi, tao hiểu, tao không cần biết nghe đó. Bây giờ tao hỏi mày câu gì nè, ngay bây giờ ở Việt Nam là ai là cái người để mà cầm quân, cầm trịch và lãnh đạo ở Việt Nam con? Mày nói đi. Nó kêu ôi cộng sản gì, ok vậy nó có chính nghĩa không? Cái nó cái nó nói là quân ăn cướp thì quân tàn cộng rồi. Ủa này đủ thứ à? Ủa vậy là nó không chính nghĩa sẽ cầm quân được mày? Ok vậy đủ, mà sao nó lãnh đạo đất nước được đủ? Nó kêu mày là tà, mày tào lao lắm, thì tao không có thèm nói chuyện với tụi nó, mà tao cũng thiệt mày, tụi nó nãy một câu gì đó, đắp mền ngủ là bởi vì nó ngu chết mẹ, nó ngu chết mẹ luôn, sao chống kỹ vậy? Bởi vì tao nhắc lại một câu này, tao thách tụi mày, nó quên bố, bây giờ thấy vào cũng tương đối đầy đủ nè, là có Lê Văn Bắc nè, có Việt Quay nè, tức là cũng có nhiều người ở bên kia đó. Thì bố có thể nói rõ lại cái khái niệm về cái chữ cảnh sát cho mọi người nghe, coi là mọi người cảm thấy nó đúng hay không. Đây tao dễ nghĩ chữ cảnh sát cho mày nghe. Ở Việt Nam thường thường tôi là cảnh sát nhân dân, đúng không? Quân đội nhân dân, dân công an nhân dân, công an, công an công nhân, an nhân dân. Dân công an nhân dân à. Hoặc là quân đội nhân dân à. Ở Mỹ không có gì, không có chuyện đó mày. Ở Mỹ không có chuyện nhân dân. À. Ở Mỹ gọi là police, gọi là cảnh sát, đúng không? Dễ nghĩa trần trụi luôn, dễ nghĩa trần trụi luôn. Thì cái chữ cảnh sát hoặc là cái gì công an dân là chữ nghĩa gì? Công an vì dân mà làm, đúng không? Do dân và vì dân, dạ. Do dân và vì dân. Do dân và vì dân, có nghĩa là vì dân mà công an làm việc là vì dân, đúng không? Đúng. Rõ ràng. Ở chữ của police có người dịch là chữ cảnh sát. Cảnh là gì? Cảnh là cảnh sát, cảnh báo, đúng không? Sát là giết. Tao đã cảnh báo mày rồi mà mày không nghe là bum 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 là giết. Thế thôi, đó đơn giản rất, thôi. Rất là xúc không đích, có đúng không? Mẹ là, à, tức là cái chữ cảnh đúng sát rất là xúc đích và ý nghĩa, đúng không? Ngắn gọn thôi, không có dài dòng. Đúng rồi, ngắn gọn thôi, đợi dài dòng, đúng rồi, đơn giản vậy thôi. Mình thấy rõ ràng thành ra tất cả mọi cái chuyện mà bắn súng xả súng và cảnh sát bắn kia là nó thực hiện y chang cái chữ đó đó, cảnh giơ tay lên, mày không giơ phải không? Bùm 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 rồi xong tiêu rồi xong. Và cái câu cuối cùng là kêu là chúng tôi không làm gì sai, đúng, đơn giản vậy thôi. Rồi làm đúng lực, làm đúng lực mà, làm đúng lực theo cái chữ cảnh sát mà. Đúng có chữ đó mà. Đúng rồi. Cảnh báo rồi. Nhưng không nghe thôi là quất thôi chứ nói gì nữa. Quất thôi. Bởi vậy nó nói rồi. Đủ. Ra đâu vậy thôi. Khổ lắm. Mệt lắm. Đúng không? Đúng rồi. Cười cái gì? Việt ra ngạc nhiên kìa bố. Việt ra ngạc nhiên kìa. Trời, Việt ra chưa hiểu khái niệm đó luôn kìa bố. Kìa vậy. Trời ơi. Đủ. Thằng này sanh sao để muộn. Nó không biết. Bởi nó khổ quá. Học lại đi mày. Quá mệt quá, dễ nghĩa hoài rồi sao bắt cái ra nó đi mệt. Ok cười gì, buổi live hôm nay rất là buồn, rất buổi live hôm nay rất là vui, vui ở cái chỗ là mình đã, mặc dù mình nói như vậy nhưng thực chất nó khai phát ra những cái chuyện hầu như là con hiểu. Chẳng hạn như bây giờ ngay tại thời điểm bố con nói chuyện này thì nước Mỹ hầu như đang có một sự gọi là cái một mớ bùng bông. Một mớ bùng bông là cái gì? Có nghĩa là ở
cấp lãnh đạo của nước Mỹ, ngay chỗ cái kia mà gọi là cái tối cao nước Mỹ nào, rồi thượng viện, hạ viện, rồi tổng thống cũ, tổng thống mới, cái mà theo nó đâu có cái gì gọi là thống nhất đâu. Ở đây nó không có lo cho dân mà nó lo chính bản thân nó và phe phái, thấy rõ ràng không? Bà Pelosi và ông chồng say rượu bị phản, với nói chung là rồi biển thủ công quỹ, rồi ông Trump là hiện giờ nó lo, mà thấy đấy là bộ sậu nha, nói chung là bộ sậu chút bu quá nha, mà thấy rõ ràng phe nhóm nè, rồi quyền lợi cá nhân nè, rồi quyền lợi tập thể nè, rồi phe phái nè, rồi lợi ích nhóm nè, hầu như con có biết hết rồi, đâu cần phải ý nghĩa nữa. Thì tao hỏi mày, cái điều đó nó tốt hay là xong? Tốt cho dân ở mức độ nào? Ai là người được hưởng? Đúng rồi. Đó, thôi đơn giản thôi, tao không nghĩ chuyện rồi. Ta không cần phê bình, ở đây ta không có nói chuyện mà tư bản là bởi ta chẳng biết tư, ta không là giống chính trị, ta không biết xã hội chủ nghĩa mà ta cũng chẳng biết mà tư bản về ưu việt là gì. Nhưng mà ta biết ngay tại thời điểm sao. Nè, con dẫn chứng như vậy là cụ thể nhất luôn nè. Là mọi người sẽ nhìn ra câu chuyện thôi. Bố nè, Việt Rai nè, với anh Lê Văn Bắc nè, đúng không? Đều là Việt Kiều, đúng chưa? Đúng không? Bố Việt Rai là công dân Mỹ. Anh Lê Văn Bắc hiện tại là người bên Đan Mạch, đúng không? Thì bây giờ nhìn trường hợp nè, bố Cầm hiện tại đang ở Việt Nam, hai người kia đang ở Đan Mạch và Mỹ. Thì chỉ nhìn đơn giản thôi, hai cái nếp sinh hoạt của hai người đó với bố hiện tại, đối chiếu, mang ra đối chiếu thôi, thấy có sự khác biệt không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Việt Nam bây giờ làm gì mà có cửa mà ngồi mà nghêu ngao như bố được? Là vì có cửa không bực mà ngồi nhai. À đó. Không có. Giống như anh Bắc nè, bây giờ làm gì có cửa cầm cái micro lên mà cô Lan Diền ơi, đúng không? Đó. Là vì cái chuyện đó, đúng không? Nó cài mẹ luôn được. Đúng rồi. Đó. Bà rõ ràng nhất nó hơi lên ra tao bức nó lên nó bức râu của tao, tao bức râu lại mày đâu, tao cạo hết rồi, tao đâu cần cửa. Ok, đúng không? Rõ ràng nhất kêu tụi nó lên đi để mà đấu khẩu. Mệt quá, làm sao mà lên được, bố làm sao lên được? Bây giờ bệnh phải lo đi dắt cày cày xong cuốc bẩm bị dính vô cái giờ việc rồi, làm gì được thảnh thơi như bố cứ khích người ta không à, bố cứ đưa người ta vô cái kèo khó không à, bố chơi vậy sao vui? Buồn quá, chơi không có đối thủ, buồn đó. Quá rồi, nhắc lại lần nữa, con đi ra cái chú Nguyễn Huệ khách đấu chơi à, đúng quá, thằng nào lụm răng trước thì nó đi về, đúng quá đó, mệt quá. Lúc nào tụi cũng nói rồi, tao là ác với dân này kia, cướp đất này kia, rồi tham nhũng này kia, mà nghĩ chắc là nước Mỹ không có tham nhũng à, rồi thôi tao không cần phải bàn cãi. Tóm gọn lại, tụi bay đưa ra ý kiến, ok, mày đại diện thằng nào cấp cao của tụi bay đó, kể cả Nghi Tân Thái bên đi trường rồi đó, cứ đứa tao, nếu không có tiền mua vé, tao cho tiền tụi bay mua đi vé về luôn, tao đưa tiền tụi bay về luôn, để coi tiền còn không, để coi mấy ngàn đô còn không. Thằng Thái cao lắm, vậy ngàn nhiêu đủ chưa, bao nhiêu đủ chưa, tiền mua vé bay về đưa đủ chưa? Thằng Thái vé bên đi trường vé về đây ra tới ngay chỗ gì đường Hoa Nguyễn Huệ đó, đừng cứ đứng đó nói gì, rồi tao bên này tao nói bảo đảm tụi bay mà không có lụm răng về tụi bay, tao làm con tụi bay rồi đó, vậy đó mới là công bằng á. Cái thường tụi bay nói là phải bầu cử tự do rồi xong rồi tụi bay làm đủ trò rồi, tao mệt quá, tao giờ tao thiệt mà tao không có kể lý tụi bay, tao đây là dân chúng Việt Nam là cái người quyết định cái số phận đó. Nhưng mà nhớ kỹ nha, chết không có được quyền thường mạng nha, bảo hiểm không có lo nha. Được, ok, chấp nhận chưa? Chơi luôn, bắt tay. Đâu cái nào bắt tay coi. Không có nào bắt tay chưa hả? Đủ ghê, kìa. Tao thì ăn chắc mặt bền, chơi vậy à. Không có chuyện mà kiểu mà nó miệng, đủ mệt quá. À, tao có thằng tao nghe tên tao không biết mặt nó, tên là Hùng Điêu Linh, nghe nó cái tên là thấy muốn ngồi quải rồi,
đâu mà còn điêu lính nữa, đúng vậy thôi cái số nó tàn mạng rồi, đúng nào trời sao toàn dân nhau, dân thì dân qua phe, dân thì cạo máu rồi, dân thì thất nghiệp rồi, dân thì vợ bỏ rồi, cái ta chấp luôn, cứ việc ngay tới ngay chỗ mình, ngay chỗ tượng đài Nguyễn Huệ phố đi bộ, cứ việc lên mà tao bảo đảm tụi bay đêm theo cái đó lụm răng đem về, đó là dân chúng nha, tao ta không nói gì khác, ok chấp nhận chưa, ok chấp luôn, ok tao bố nói gì nói, nhưng có hai người, có hai người dưới đang cay bố kìa, đang cay bố kìa. À, một người thì nói cha, à, người thì nói cha, ông già hôm nay sung dữ, còn còn một người thì bảo trời bố con nhà này hôm nay làm gì nghêu ngao dữ vậy, như kệ tao, như nghe có mùi ớt bố, như nghe đâu đó có mùi ớt cái bố, ớt đúng không? Ớt Việt Nam không có cay, cho ăn ớt mễ mới ghê, ớt mễ mới cay. Việc này ngon đây đi, tụ má đó, tao nói hết gì đó, tao nói cạn tao ra má rồi, tụi mày ngon, tụi mày về, thế thôi. Mày nói là dân Việt Nam mình đang cam thù đảng Cộng sản, tao không cần biết gì đó, chuyện tụi bay tao nói, chỉ thực hiện có nghĩa là đây là chính xác, lấy cái đo lường á, cứ đưa ra ngoài là chơi luôn, nhân dân làm chủ, bóp, bóp, bóp. Rồi xong, mà chết không có thư quan, chết là không có được quyền lời mạng nghe, rồi sao ok. Ê mà không có chết rồi, tao rồi tao quýnh cũng chết rồi. Ê chơi rồi bè, mình nhớ kỹ vậy. Đủ má. Chấn trọ lên gối đúng không? Chấn trọ lên gối rồi không? Chêm trọ lên gối rồi là xong rồi. Ê, dù muốn gì không cũng là tay đen thái cực đạo cho mày. Đủ má. Ghê ghê ghê. Đủ ghê ghê đó gì đó. Bố hù. Mày, bố mày hù, cứ thách bố đi. Thằng nào nhưng mà 40 tuổi. Sao? Nhưng mà gặp anh Bắc, bố đây đang thất đạo, gặp anh Bắc nó judo sao? Ổng tướng ổng vậy mà ổng giật bố một phát một mà ổng kẹp là bố khỏi dãy luôn á, đừng có giỡn nha. Đừng giỡn mặt với anh Bắc nha. Mày ngu quá, đồ tao bóp giấy xong ngay đồ. Ok, bye mọi người, bố xuống nha. Hồi đó cái gì đó nào lên chơi tao lên được.